À, đây là bản đồ quy hoạch của tỉnh nè, giao thông tỉnh nè. Thì anh nói cho em cái phần này nè là kinh trục nhiêu, kinh trục là nha, nè nó là quy kết 84 nè, đó chứ không phải là quy hai ngàn. Rồi cái giao thông này nè, nó thuộc đối tượng nhận lai, đó thật ra nó cho cái lai bự lên thôi, giả sử này cho cái lai một nè, đó ok, thấy không? Nó chỉ là một cái lai thôi, cái cho bự lên, đó, cái này cũng vậy nè, đó. Rồi thứ nhất, thứ hai nữa là khi mình chuyển sang cái rotation nha. Rồi. Đó, vào đây. Nó để 12 thì bên đây mình cũng để 12 theo coi. Rồi, chọn 12. Nó to lên là bấm save lại. Rồi bây giờ mình đưa vô cái file bản đồ hoạch nè. Ở đây là giáp với Gò Dầu, mở Gò Dầu lên nha. À, Gò Dầu. Ok. Đó, ghép vào dầu vô. Bây giờ mình ghép cái file giao thông lên. Giao thông là tỷ lệ là 1 phần 50 ngàn nha. Thế này. Do đó khi ghép vô cái bản đồ này á thì một số thông tin nó đã bị nắng đi nha. Rồi, không lộ đây. Rồi. Đó, đưa vô. Theo qua. Đó, không? Nó bị nằm dưới thì cho nằm trên. Rồi đó, sau khi cho nằm trên này lật này, không đây lật con nè, rồi coi thử nó lại nằm đây, bấm chuột phải vô đây, bấm di chuyển, rồi chọn đây cho nó vô khoảng khoảng này thôi. Rồi đây. À, offset ta đổi ít ta đổi y nè, nó dịch chuyển nha. Rồi ta kiểm tra lại nó vẫn lọt nha, nó là chỗ này chỗ kia à, nó lọt nè, chủ là định hướng thôi, quy hoạch của tỉnh là nó định hướng đây. Rồi qua bên cái giao thông của Gò Dầu đây, không nó không lọt nè, tại cái phần này phần quy hoạch của tỉnh nó định hướng thế này, nó định hướng thôi à. Đó. Còn chính xác hay không thì vào chi tiết cái quy hoạch đây. Đó. Nó không thấy lọt này ha. Rồi. Giả sử ta muốn di chuyển qua đây thì cứ bấm chuột phải vô đây. Rồi, di chuyển. Rồi nó mới ra này, di chuyển ở đây để cho định hướng xem. Đây. Đó. Cũng lọt này ha. Rồi, cái file này lúc nào cũng bị lọt đó, do đó em cứ tùy theo cái tình huống mà nắng em về nha.